các ngôi sao điện ảnh bị Bùng Xanh ném trúng tại buổi trao giải thưởng Kids Choice Award. Bùng Xanh được ném ra tại buổi trao giải thưởng Kids Choice Awards trong ngày 23 tháng 3 năm 2013, nơi mà ngôi sao chính của phim nhiều tập The Twilight Saga, cô Kristen Stewart và ban nhạc trẻ One Direction nhận được hai giải thưởng. Cô Stewart, 22 tuổi, tránh không bị ném trúng bùng xanh, nhưng cô tự đưa tay nhúng vào bùng, trong khi phát biểu rằng cô cuối cùng cũng đã thực hiện được điều mà cô muốn làm từ khi ở trong mẫu giáo. Nhà tổ chức của buổi tiệc trao giải thưởng cho biết đã có hơn 350 triệu lá phiếu được bỏ trên mạng trong 20 thể loại, từ phim ảnh, chương trình truyền hình, tới sách vở, nhạc và thể thao. Chương trình buổi trao giải thưởng đầy thích thú này do đài truyền hình thiếu nhi Nickelodeon tổ chức hàng năm. Người điều khiển chương trình trong buổi tiệc trao giải thưởng năm nay là ngôi sao vai chính của phim Transformers, nam diễn viên Josh Duhamel. Nam diễn viên Johnny Depp và ca sĩ Katy Perry nhận được giải nam diễn viên và nữ ca sĩ được yêu chuộng nhất. Trong khi đó thì cô Selena Gomez, 20 tuổi, là bạn gái cũ của nam ca sĩ nhạc pop Justin Bieber, đã nhận được giải nữ diễn viên đài truyền hình được yêu chuộng nhất cho vai trò trong phim truyền hình Wizards of Waverly Place của đài truyền hình Disney, mặc dù chương trình này đã ngừng sản xuất một năm trước đây. Nam ca sĩ Justin Bieber, một người đang đi trình diễn tại Âu Châu, đã được bầu chọn là nam ca sĩ được yêu chuộng nhất. Justin Bieber cũng như một số ngôi sao điện ảnh khác đã không xuất hiện được tại buổi tiệc trao giải thưởng này. Các ngôi sao điện ảnh khác như diễn viên Sandra Bullock, Neil Patrick Harris, Duhamel, Pitbull, Nick Cannon, Dwayne The Rock Johnson và hàng chục diễn viên điện ảnh khác bị bùng xanh bắn ra của nước phun trúng, dính đầy thân thể. Theo truyền hình của Nickelodeon, thì chương trình trao giải thưởng Kids Choice Awards sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới qua 25 ngôn ngữ.